Chào mọi người, em là Thảo, năm nay 25 tuổi và có công việc ổn định. Hiện em đang quen với một anh người yêu lớn hơn em đến 7 tuổi, do dòng họ trong gia đình Mai giúp, vì được người nhà làm Mai. Nên là em tin rằng anh sẽ là người tốt, anh là một người có sự nghiệp riêng có tài sản riêng và được lớn lên trong gia đình gia giáo nên em nghĩ nếu được tiến xa với anh thì chắc là cũng ổn. Tháng 7 vừa rồi, chúng em tổ chức lễ đính hôn và dự định tháng 10 sẽ tổ chức đám cưới. Nhưng rồi mọi thứ đâu dễ dàng như vậy. Lúc trước sau khi được mai mối, tụi em nói chuyện với nhau thấy hợp cả nên tiến tới quen luôn. Em thấy anh khá trầm ấm và dịu dàng lại đúng gu mà em thích. Có đợt đó lúc đi chơi chung với nhau, thấy anh ngồi chết tin nhắn, em vô tình bắt gặp hình ảnh anh ôm mấy cô gái nóng bỏng trong quán karaoke Tây Vịnh Em liền đổi sắc thái, hỏi anh cho bằng được. Anh đi chơi gái hả? Tựa vai ôm sắc trạc, cái tay còn để lên bưởi mấy ả nữa chứ. Anh đang làm gì vậy? Anh đáp không. Em cũng biết anh phải đi xã giao với đối tác rất nhiều Đến những nơi phức tạp như vậy là điều đâu thể tránh Còn mấy em gái là do bạn anh cứ lấy tay anh khoát tay lên mấy cô đó thôi Chứ anh đâu có ham mê gì mấy loại đó anh thường ít quan tâm mấy chuyện vặt phảnh xung quanh lắm anh lại rất trưởng thành ra dáng một người không phải ai cũng dễ lại gần vả lại là người trong nhà giới thiệu cho không lẽ người nhà lại làm mai cho em một người không tốt không ra gì nên em nghĩ lời anh nói có thể là sự thật đành tạm tin bỏ qua cho anh sau ngày đính hôn em thường xuyên qua nhà anh chơi dù gì thì sớm muộn cũng là nhà của em nên là em cứ thoải mái qua trông em rất ra dáng một người vợ mẫu mực, một người phụ nữ đảm đang trong gia đình luôn ấy. Lâu lâu lại còn giao lưu bắt chuyện những người hàng xóm xung quanh, để sau này có về nhà anh ở thì còn có người quen biết. Cứ cách một hai ngày là em qua, sốt sắn phụ anh việc nhà, nào là quét nhà, lau dọn, giặt giũ, là quần áo để anh đi làm, rồi còn nấu cơm xong đợi anh đi làm về ăn nữa. Hôm nọ, ôm gom đóng quần áo của anh đi xếp lại cất, thì thấy cả gần năm sáu cái quần lọt khe họa tiết da báo ren màu đỏ trong tủ quần áo thầm nghĩ anh đang cặp kè với cô nào khác em nóng bừng bừng như lửa đốt đợi anh về hỏi cho ra lẽ anh giải thích xem đóng quần nữ làm gì có ở đây anh dẫn gái về nhà hả vừa đính hôn xong thì đi với nhân tình mai mốt đám cưới xong ai trước gái về ở chung nhà luôn hả vậy thì khỏi cưới xin gì nữa đi anh vẫn tỏ ra thái độ cực kỳ điềm tĩnh ngồi nghe em chất vấn Em thì như muốn gào thét Còn anh thì đợi em nói cho đã rồi mới mở miệng trả lời Anh không dẫn ai về nhà Cũng không quen ai Đó là do tụi bạn anh chơi khâm Lần đó đi karaoke tay vịnh với chúng nó Rồi chúng nó bỏ vào cặp anh Lần này cho dù nói thế nào đi chăng nữa Em vẫn nghi ngờ Mặc dù không có bằng chứng gì bắt tại tay anh Nên là anh có chối thì em cũng đâu làm gì được Nhưng em vẫn khăng khăng hoài nghi anh Cũng như bao thằng đàn ông tồi khác Là một người trăng hoa có sở thích đi tay vịnh Trong lòng em thì vẫn ồn ào dậy sống không nguôi rồi mọi thứ tiêu tan hết tất cả sụp đổ theo mây khói vào một hôm nọ cũng như thường ngày em lại sang nhà anh chơi vừa đi chợ về đang tính mở cửa nhà anh vào thì có chị hương hàng xóm chung tòa chung cư kéo lại buôn dưa lê chị này em cũng có quen lúc trước rồi hai người cũng thường trò chuyện với nhau gặp em chị nói chị tính không nói nhưng mà chị sợ mai mốt em khổ nên chị tốt lòng cảnh báo em chồng tương lai em là biến thái đó em sửng sốt sao chị nói gì chị Chị Hương mới nói tiếp Chồng em ở đây ai cũng không dám lại gần hết Con Nhi nhà cạnh nó Kể là nó ở nhà một mình Hay mặc đồ thoải mái Vậy là mỗi lần chồng em đi ngang Thấy là dòm chăm chăm vô bộ ngực của nó Làm nó ngượng đỏ mặt Chồng em còn hay ngó vào mấy xào đồ quần xài lõn Của mấy nhà hàng sớm nữa chứ Ánh mắt sắc lẹm Cộng với lầm lầm lì lì ai cũng sợ hết Em bàng hoàng không nghĩ chồng tương lai của mình là vậy sao Trông em như vụn vỡ Chắc anh ít nói lầm lì nên vậy thôi, chứ em nghĩ anh không phải là người vậy đâu, do mọi người hiểu lầm đó chị. Nói một hồi chị Hương đưa hẳn hình ảnh mà cái Nhi chụp được cho em xem, để chị cho em coi, cái Nhi gửi cho chị đây. Đó trình cả tuần mới phát hiện chồng em lấy đồ lót của nó đó, mà nó hiền không dám làm lớn chuyện, nên nó kể cho mình chị nghe à. Trời, còn ai vô đây, khỏi chối được nữa rồi, em bị xịt keo mất 5 giây, một người chồng đáng mơ ước đây sao? Sau khi xem cái video và mấy tấm hình mà cái nhi lén lút ghi lại, tay em như bụng trũng hẳn ra. Giờ em mới nhận ra những cái quần lọt khe xanh đỏ đó là của Nhi, vội vàng về nhà lục lại tủ đồ của anh. Ao à, một phát em còn vinh dự, lôi ra mấy bộ đồ ngủ dây cosplay sexy tay thỏ các kiểu, nằm chung với đống đồ lót nữ. Sốc hơn còn có đống đồ chơi dơ, được cất sâu trong góc tủ. Một gã tồi đổi lốt tri thức, Quả là một người trưởng thành đến từng tuổi như vậy mà chưa có chính thức một mối tình nào thì cũng là một vấn đề. Thật sự hiện giờ em cũng không biết giải quyết vấn đề này như thế nào. Làm sao đây mọi người? Em có nên nói chuyện này với gia đình không? Vì trong mắt mọi người, anh luôn là một người đàn ông hoàn hảo mua đồ trên sợp be thôi mà dính luôn hẳn anh shipper dê em thì công nhận bản thân có tí nhan sắc nhưng không nghĩ vì cái này mà đến cả ông shipper lại có ý định xấu với em luôn ấy đợt hè em có về nhà ngoại chơi hai tháng với đam mê mua sắm nên em có đặt mấy đơn sợp be trưa đó đang trong giấc ngủ thì em có nhận được cuộc gọi của anh ship mình tính bảo anh ship ngày khác vì 12 giờ trưa bận ngủ chứ bắt gì anh ship giờ đó xong anh cũng bảo là đây là đơn cuối với lại anh mai sẽ chuyển sang khu khác chứ không ship khu này nữa thế là em cũng tin lủi thủi đi ra lấy không biết là khuôn mặt em lúc ấy có phải khiến anh có tiếng xét ái tình hay không mà nhìn anh nhìn em chầm chầm lúc đơn hàng thì anh còn cố ý chạm nhẹ vào tay em nữa khiến em nổi hết cả da gà mà em nghĩ bản thân còn đang ngái ngủ nên không có chấp ý em đang tính quay đầu vào nhà thì anh níu lại nói em có dùng zalo không anh lưu số em rồi nhớ về đồng ý kết bạn zalo anh nha ủa alo em đâu có rảnh mắc gì kết bạn với anh em nhìn anh khó chịu nói dạ người không quen em không kết bạn anh anh cười cười nói, anh sau này ship hàng cho em mà kiểu gì mà chả thân quen. Ủa, rồi tưởng ship lần cuối ở khu này ra là xạo chó hả? Ghê quá, nên em chạy vô nhà luôn. Đến rồi tối hôm sau, em đang ngồi ở hồ của nhà dì em ăn trái cây, thì bỗng điện thoại hiện thông báo có lời mời kết bạn từ Zalo. Em cũng ấn vô xem thì thấy tên lạ. Nhấn vào xem ảnh thì mặt shipper trình ình ở đó. Thằng này nó mặc dày giá mang. Ông có vẫy tay rồi giới thiệu là ship đồ, còn bảo là sẽ ship nhiều đồ cho mình, có gì báo trong này nên nói mình đồng ý kết bạn với nó đi. Bực thì bực nhưng mà vẫn phải giải quyết xong mấy đơn hàng đã. Sau đó ông ấy hỏi hình như là em không phải người ở đây, em cũng đáp lại là mình không phải người ở đây và chỉ về đây chơi vào dịp hè. Thế sau một hồi nói chuyện thì em mới biết ông ấy hơn em tận một con giáp cơ mọi người ạ. Ông ấy còn nhắn tin rủ em đi đây đó cho biết Nhưng em từ chối khéo Kể từ lúc nhắn tin hôm ấy Thì hôm nào có đơn của em Thì ông ấy đều giao đơn của em vào buổi tối tầm 6-7 giờ tối Lúc nhận hàng thì em cũng chỉ đi bộ ra đầu hẻm một mình để nhận hàng Và có hỏi lý do Vì sao thường hay giao muộn vậy Thì ông shipper ấy bảo gì mà Người quan trọng nên ship cuối cùng Thôi ông nín họng dùm đi nghe mà thấy ghét sau khi nhận hàng em về luôn nhưng ông shipper đó lại kéo tay em lại rồi bảo đứng đó nói chuyện với ông ấy chút nhưng mà em méo rảnh những ngày sau thì ổng quá đáng hơn ổng toàn có ý định rủ em đi chơi qua đêm với ông ấy và lén người nhà đêm đi chơi nhưng mà em đâu có ngu dụ ai chứ dụ em hả, thì còn lâu kể từ những lúc ấy em đã thấy ông này có vấn đề gì rồi nên cũng bật chế độ xanh lá với ông shipper này và không trép tin nhắn ông ấy nữa cái đoạn này mới hết hồn nè mọi người Chắc bị em bơ nhiều quá nên cay lắm Làm liều cũng nên Em sợ gặp ổng quá nên không dám đặt gì nữa Chỉ đợi đơn cuối rồi cho ổng bay thôi Thì đúng như tối đó 6-7 giờ ổng gọi cho em ra nhận hàng Em tính nhận xong chạy thật nhanh vô nhà Chắc ổng biết ý định em hay sao á ổng nắm tay em lại Sau đó ôm em em có kêu ông thả ra không cho ông biết thế nào là lễ hội mà thằng này nó dai như đĩa không có chịu nhã rồi mọi người biết ổng làm gì không ạ à? ổng cầm tay em rồi đưa xuống dưới quần ổng mà miệng em còn bị ổng bịt nữa quanh nhà toàn bãi đất trống khiến em càng hoảng hơn thế là em cũng giả vờ nhu thuận theo ổng ổng tính kéo em vào bụi cơ May lúc ấy thấy ổng kiếm cái bụi Là em đạp vào hạ bộ của ổng Khiến ổng nằm gục kêu ai oái Em bắt đầu hét lớn để cả làng ra ứng cứu Dù sợ nhưng mà em vẫn níu áo thằng này Để nó khỏi chạy Người quanh đó nghe tiếng kêu cứu Thì đúng ối rồi ôi Cầm cuốc cầm gậy ra cứu Mọi người được cái nhiệt tình chăm sóc cho thằng shipper Nên là nó được trang điểm tím khắp người à Em cũng ghét nên cũng tô điểm thêm vài cú đá hùa theo. Sau cũng thằng này bị vác về cho công an xử lý. Xong mới biết được nó có vợ con đuệ huề rồi mà vẫn hay đi dê con gái khác. Chỉ tội bà vợ. Quả nghỉ hè của em đúng ám ảnh. Giờ em vẫn trén quả bị ông shipper dê ấy chào mọi người, em là Huyền, năm nay 25 tuổi và đang làm chuyên viên marketing. Đợt vừa rồi em có cùng lũ bạn đi du hí bên Thái Lan một vài bữa để hưởng thụ. Với du lịch Thái cũng trẻ nên ngại gì mà không bay nhảy mấy ngày trước khi có dự án mới. Chúng em mang trọn tinh thần vui chơi tới bến sang Thái. Nên ngày thứ hai chúng em đi bar sang Thái để xem xem có gì khác bọt hơn không. Nhưng thật sự cháy lắm mọi người ơi, thật sự động chạm sẽ bốc lửa và dữ dằn hơn thôi. Chắc mấy việc này các anh trai em thích lắm luôn ý. Nhân dịp ở nước ngoài nên em có đi cưa cẩm mấy anh trai để mua vui. Em tia được một bạn nam cao to, ăn mặc cực chất, để lộ ra quả body cứ phải gọi là hết nước chấm luôn. Em đi đến nhẹ nhàng chào hỏi bằng mấy câu tiếng Thái, vừa học được nhưng mà lạ lắm mọi người ơi. Em va vào đúng anh người Việt cũng đang đi khám phá Thái Lan như chúng em. Thôi thì ông trời đã cho em vai là phải vào tiểu phẩm ngay Em bắt đầu trêu đùa anh trai này Ghé vào tai, sát vào môi liền Anh trai hôm nay anh em mình tới bến nha Em không ngại ở đây cùng anh cứ tới bến đi Em chịu hết Bạn nam này cũng không ngần ngại đáp trả Đã nói là phải làm được đó Em sẽ không làm chị phải hối hận đâu Thế là bạn nam ôm lấy eo của em Rồi hai đứa cùng uống cùng quẩy bánh nốc Nhưng mà mọi người đừng có nghĩ bậy nha Chúng em chỉ ôm nhau nắm tay và chạm má nhẹ thôi Chứ không có quá giới hạn đâu nè Đến tầm 2 giờ sáng Thì cả lũ tập hợp rồi trở về khách sạn Du hí Thái Lan thêm 3 ngày nữa rồi kết thúc về nhà sau chiến đi, em lại tiếp tục vùi đầu vào công việc của mình, mà cũng bởi lo làm việc quên ăn uống nên em bị đau dạ dày mất vài hôm. Em cứ đi khám và mua thuốc ở quán đầu ngõ nhà mình. Vừa bước vào, em đưa đơn thuốc của mình cho chủ tiệm rồi đứng đợi. Bạn chủ tiệm bình tĩnh lấy thuốc rồi hỏi han vu vơ: "Chị đi làm mệt quá hả? Nếu bị đau dạ dày thì không được bỏ bữa đâu. Sức khỏe chị cũng không tốt, đừng cố quá là xin bệnh đó nha chị Huyền." Em ngạc nhiên nhìn chủ tiệm. Sao bạn này biết tên em? Em hỏi lại, ủa, sao biết tên em vậy? Mình có quen nhau đâu Em cũng chỉ mua thuốc ở đây vài lần thôi mà Anh chủ tiệm bật cười rồi bỏ khẩu trang Em cũng chắc là chị không nhớ Nên em sẽ giới thiệu lại Em là việc chủ tiệm thuốc này Cũng từng gặp chị 5 lần ở tiệm thuốc và một lần ở Thái Lan Lúc này em mới ớ người ra Hóa ra từng gặp nhau thật Mà lại còn là gặp nhau ở Thái Lan nữa mới ghê chứ mọi người Em sốc quá mà chụp vội túi thuốc Rồi chạy luôn đến tiền thuốc còn quên trả đó mọi người Những tưởng sẽ không bao giờ gặp lại đêm bay Quên lối về ấy chứ Ai có ngờ lại ở gần nhau thế này, lỗ đâu mà chui xuống chứ ngại quá không đỡ được. Vậy hôm sau em đi làm về trễ mà không hiểu sao, còn bị chết máy ngay gần nhà, đành phải chấp nhận dắt bộ về, rồi mai đợi tính chứ sao, chứ mệt quá rồi. Đang dắt con xe đẩy mệt mỏi, thì có tay phía sau đỡ lấy xe, để em giúp chị. Trời ơi lại là anh trai đó, sao cứ gặp hoài vậy tới Em ngại ngùng để anh ấy dắt giúp, mà em thấy kỳ lạ, bị cứ xưng hô em hoài. Nên là em có hỏi tuổi, Mọi người biết không, anh chủ tiệm thuốc năm nay mới 23 tuổi và tiệm thuốc này là bạn ấy mở có sự hỗ trợ của bố mẹ, cũng làm trong y dược luôn. Và thế khủng ghê. Đây là lần đầu em quen người trong ngành này, hai chị em vừa đi vừa nói chuyện khá là vui. Em cũng xin phép được trả tiền thuốc chạy trốn hôm trước. Kể từ ngày hôm đó, em với việc có nhắn tin nhiều hơn cũng đi ăn với nhau vài lần rồi. Việc rất thú vị, cô ấy học dược nhưng mà không hề khô khan hay mọt sách mà việc biết rất nhiều lĩnh vực khác nhau cũng chịu khó giải đáp những thắc mắc vớ vẩn của em nữa. Mới hôm trước, cô bạn đồng nghiệp của em giới thiệu cho em đối tượng xem mắt, cũng là kiểu trai trẻ năng động lại rất hiền lành, nên em cũng có chút hứng thú và gặp mặt một lần. Nào ngờ vừa bước vào phòng ăn là thấy hoa quá trời hoa luôn. Trên bàn ăn có chiếc bánh mì ghi chữ, chào mừng người xem mắt với tôi hôm nay. Em thấy có chút lạ, vì lần đầu đi xem mắt mà làm thế này thì hơi lố quá. Ngồi đợi thêm 10 phút thì thấy anh chàng bước vào trong bộ đồ chỉnh tề, vuốt tóc mái rồi chào hỏi. Chào Huyền, cảm ơn em đã đến đây ngày hôm nay vừa bổ bông hoa ra em ngỡ ngàng thì đó chính là việc tình cờ sau việc chính là em họ của đồng nghiệp em cậu ấy nhìn thấy người xem mắt là em nên đồng ý ngay chúng em lại có thêm duyên một lần nữa hai đứa ngồi trò chuyện và ăn uống trong không gian đầy lãng mạn khi món tráng miệng được đem ra cũng là lúc việc đứng dậy và nói lời tỏ tình Trời ơi, ngọt xỉu luôn đó mọi người. Thế này thì làm sao mà từ chối em trai được, em đồng ý luôn. Em ơi, em người yêu của em quá trời đáng yêu luôn đó. Cơm lo đủ ba, sức khỏe được đo đạt đằng ngày. Chưa kể lại còn có người đón đưa bằng xe bốn bánh thì còn gì bằng nữa mọi người. Đâu ai ngờ trêu đùa em ở ba, giờ em thành luôn người yêu của mình thế này đâu. Thời ghê gớm. Chúc mọi người nghe kênh sớm và phải tình yêu ngọt ngào nha. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chào mọi người từ tận đáy lòng của em một người từng trải em khuyên các anh em đừng có bật vợ làm gì nha vợ nói gì im lặng đi có muốn phản bác thì nhẹ nhàng thôi đừng có to tiếng hay là gào mồm lên nhất là động chân động tay không sớm muộn lại nằm sàn giống em đấy đây, có anh em nào như mình không? Khổ éo chịu được. Giới thiệu quan chú, vợ mình dân là dân chuyên karate, đai nâu đó trời. Vợ mình học ngoại thương, sinh năm 94, mình sinh năm 93, quen và yêu nhau từ lúc sinh viên, hai đứa không chung trường đâu. Tình cờ gặp nhau ở một dự án làm chung thôi, mới đầu gặp mình mê như điếu đổ vì vợ mình xin kiểu nhẹ nhàng công túa rồi đó. Đấy, tán mãi vợ mới đổ, yêu nhau được một thời gian mới biết vợ đai nâu karate, nhưng mình cũng chả nghĩ ngợi gì nhiều đâu, cứ yêu thôi chứ ai nghĩ mình là nạn nhân của đai bao giờ đó yêu nhau được 3 năm bọn mình quyết định là đi đến hôn nhân đấy hôn nhân nào cho có sóng gió các kiểu ha cãi nhau cũng có chửi nhau cũng có nhưng mà lấy nhau được 2 năm mình chưa bao giờ dám động tay động chân với vợ không phải vì sợ mà mình yêu với nể vợ mà đàn ông con trai ai lại trở tay với người mình yêu bao giờ rất êm đềm vâng cho đến hôm nay hai vợ chồng mình giận nhau cãi nhau lúc giờ mình nói anh xem anh thế mà được à có xứng đáng làm chồng không mình nói em bảo cái gì thì vợ mình nói tiếp Em hỏi anh xứng đáng làm chồng Làm đàn ông còn éo đáng ấy chứ Anh xem lại bản thân đi Xem anh làm như thế là đúng hay là sai Rồi mình không nói gì cả Vung tay tác vợ cái bóp Nói chung á khoảng khắc ấy giận quá mức khôn Cãi nhau cũng chỉ vì lý do còn con Là vợ bảo mình qua chỗ vợ ăn uống với bạn bè đón Nhưng mình thấy vợ uống rượu chè Nó bao nhiêu lần rồi vẫn vậy Cho nên mình tức mình không đón Mà ở nhà chơi game Sáng hôm sau thì như này, mình tác vợ xong thì mình biết mình sai lắm rồi. Mất ba giây định thần lại xin lỗi vợ, mà chưa kịp mở mồm. Sau khoảnh khắc vợ mình bị tác một cái xong, thì ngay sau đó mình chỉ nhớ được mỗi câu nói của vợ là Địch mẹ thằng này, mày dám tác tao à? Ôi ơi. Sau đó thì vợ vung tay đấm cho mình một cái, choáng váng và mất nhận thức luôn rồi mình không nhớ gì nữa chỉ nhớ lúc tỉnh dậy thì đang nằm trên giường được kê gối đắp chăn ngủ đầy đủ mở mắt nhìn nghiêng sang bên thấy một cốc nước cam túi chườm cùng với cảm giác ê má và sướng một cục to chà bá lửa nhắm mắt hay là nói chuyện bình thường thôi mình còn thấy đau quá trời quay hàm mình ê nhất nha hình như là hai cái đăng cửa còn đang hơi lung lay nữa nè mình đau quá cho nên không có gọi to được nằm được một tí thì vợ vào hỏi một câu nhẹ nhàng tỉnh rồi à mình ngây người chưa kịp nhận thức được chuyện gì thì mới hỏi Ủa à, anh ngủ à hay là ngất vậy Vợ bảo anh ngất hơn nửa tiếng rồi Mình mới táo hỏa Hỏi giờ tại sao em để anh ngất tận nửa tiếng Thì vừa chỉ thẳng gì nói thế này nè Làm đủ một cái có vậy đâu Thấy anh vẫn còn thở phì phò với ngáy to hơn mấy trộm xi măng Cho nên em nghĩ không sao Chắc ngất tí thôi nên kệ không gọi Thôi uống nước cam đi cho tỉnh kìa sau đó mình ngồi dậy uống nước cam Thấy vẫn hơi khó chịu Đúng là giận quá mất khốn mọi người Giây phút tác vợ Mình quên con mẹ nó luôn mất Là vợ mình đái nâu Tam đẳng karate gì đó không nhớ nữa Vợ bảo học để phòng thân Mà đấm chồng ngất mẹ nửa tiếng Trời ơi mình dại quá anh em à Nên thôi anh em bớt bớt nha Có định vung tay thì nghĩ cho kỹ vào Không là bị vợ đánh cho bất tỉnh giống mình Đấy Mọi người ơi, bộ ăn chậm và hơi lề mề xíu là có tội lớn lắm hả? Chứ mình vừa bị người yêu chia tay vì lý do đó đây. Chuyện là mình và Hoàng quen nhau, nhờ sự giới thiệu của bạn bè đến nay thì cũng được tầm 4 tháng. Mình tự biết bản thân là một người hơi chậm chạp, nên mình có nói trước với anh về khuyết điểm này của mình. Thì anh rất vui vẻ chấp nhận và không khó chịu gì cả. Thế nhưng tình chỉ đẹp khi mới lúc đầu mà thôi Dần dần anh tỏ thái độ hậm hực rõ với mình luôn Thậm chí là không thèm chờ mình nữa Có lần anh đi làm khuya về Thì mình và anh cùng đi ăn hủ tiếu với nhau Thấy vẻ mặt anh có hơi mệt mỏi Nên mình cũng ráng tranh thủ ăn Để anh còn về nhà nghỉ ngơi Mình đã cố gắng ăn nhanh lắm rồi Nhưng mà do anh ăn lẹ quá mọi người ạ à. Chỉ trong 15 phút anh chén sạch tô hủ tiếu Còn mình vẫn đang gấp từng miếng một Anh chờ mình được hơn 20 phút Thì bắt đầu cào nhào hối thúc Em ăn lẹ hơn được không Nãy giờ hơn nửa tiếng mà còn chưa xong được một phần ba tô nữa. Mà tính mình thì không thích ai nhắc nhiều quá hơn nữa, còn với bộ mặt khó chịu kia, nên mình bực bội bảo, em ăn chậm anh thừa biết mà. Sau đó mình tiếp tục ăn, nhưng rõ là mình ăn nhanh không nổi. Được thêm 15 phút thì anh tức tối cầm chìa khóa đứng dậy rồi nói, bây giờ đi về, anh không chờ thêm nữa. Nói rồi anh đi thẳng ra xe luôn, không thèm nhìn mình lấy một cái. Mình đành bỏ dở tô hủ tiếu, mà chạy theo anh thôi chứ không biết làm sao. Trên đường đi mình có trách anh Tại sao khó chịu với mình đến vậy Lúc đầu anh đâu có oán trách gì Về việc mình ăn chậm đâu Cứ tưởng anh sẽ dỗ dành Thế mà anh chỉ bảo Em chờ người khác gần cả tiếng đồng hồ Chỉ cho việc ăn một tô hủ tiếu Thì em có bực không Sau đó mình và anh cãi nhau Trên suốt đường đi Nhưng mà cỡ ba ngày sau là làm lành Đỉnh điểm là hôm công ty anh có tổ chức tiệc Và được dẫn người thân Bạn gái theo cùng anh có dặn đi dặn lại mình hãy chuẩn bị thật sớm vì buổi tiệc rất quan trọng đây cũng là cơ hội để nói chuyện hợp tác làm ăn. Mình hiểu điều đó nên là từ sáng mình đã chuẩn bị sẵn quần áo và đồ trang sức cũng như là mấy món đồ mang theo trong túi sách. Đến trưa mình buồn ngủ quá nên đành đánh một giấc. Mình đặt đồng hồ 14 giờ treo. Thế mà mình say giấc quá mà ngủ đến tận 17 giờ. Mà tiệc thì bắt đầu lúc 18 giờ 30. Lúc tỉnh dậy mình hoảng hốt cực độ. Đúng lúc đó anh gọi điện cho mình bảo anh đến đồi ở dưới chờ mình, tranh thủ đi sớm một chút vì đường cũng khá xa. Mình vân vân dạ dạ rồi lao ngay vào phòng tắm. Các bạn nữ biết đó, con gái thì phải thơm tho, rồi trang điểm và làm tóc nữa mất rất là nhiều thời gian. Mà đi cùng anh thì mình cũng muốn tươm tất một chút cho anh nở mày nở mặt. Lúc 18 giờ 15 khi mình đang đánh nền thì anh gọi điện hối thúc sao mà lâu vậy? Chả phải anh đã dặn trước rồi sao? Mình thì đang lính huấn tay chân nên bực bội bỏ anh ráng chờ thêm một chút. Được thêm nửa tiếng thì anh lại gọi hối lần nữa mà mình vẫn câu cũ, 5 phút nữa thôi. Xui xẻo thay máy uống tóc của mình bị hư nên phải mượn hàng sớm nên đến cỡ 19h30 mình mới xong. Mình lật đật cầm túi sách chạy xuống dưới nhà thì chẳng thấy anh đâu nên mình liền gọi cho anh. Em xong rồi nè, anh đứng chỗ nào vậy sao không thấy? Anh trả lời tỉnh bơ, anh đến công ty dự tiền rồi. Em lề mề quá mức anh không chịu nổi nữa, chia tay luôn đi. Vừa dứt câu anh cướp máy ngang là mình khá sốc, chỉ vì chờ có một chút mà anh đòi chia tay. Mình có hẹn anh nói chuyện nghiêm túc thì anh từ chối không gặp luôn. Các bạn thấy anh như thế có quá đáng hay không? Đàn ông chờ phụ nữ có tí mà cũng không làm được. Mọi người ơi, mọi người ơi, cho em hỏi là yêu nhau bình yên quá thì có chán lắm không ạ? À? Chứ em cũng hiểu sao mà cô người yêu bé bổng của em nhất định là phải kiếm chuyện với em á mọi người. Chuyện là em với bé Vi yêu nhau cũng mới được 2 năm rồi. Em cũng trải qua mối tình trước đó rồi, cho nên được gọi là có chút kinh nghiệm. Và cũng bởi vì bé Vi dễ chịu cho nên là em nhớ hết mọi thứ gọi là à, sở thích như là thích bông lan trứng muối à, sữa tươi trân trâu đường đen và cái món ăn hàng xẻ nữa nói chung là tình yêu của chúng em cứ bình yên trôi qua như vậy đó mọi người nhưng mà buồn quá thì lại mất vui ha vì cứ lâu lâu lại gửi điện bảo em là anh ơi mình kiếm gì cả nhau cho vui nhà vui cửa đi chứ em thấy bình yên quá à Trời đất ơi trời, người ta muốn tình yêu không sóng gió chẳng được. Đây á, cãi chửi nhau cho vui nhà vui cửa, nó có dễ hơi không hả mọi người? Hôm đó, em đang ngồi xem phim ngoài phòng khách nè. Bé Vi chạy ra thật là nhanh, rồi thủ sẵn chiếc gối trong tay đã một cái thật là mạnh vào người em, rồi tức giận nói chứ. Anh Phong, sao anh dám la em hả? Em ngơ ngám hiểu chuyện gì mọi người? Ủa, anh la bé nào? Em nghe thấy bao giờ vậy? Thế là Vi liếc em cái rõ bén từ từ đi vào phòng Lúc đó em cay lắm Nên là có lẩm bẩm trong miệng Trời đất ơi cái đồ khùng Thực sự em nói rất nhỏ luôn mọi người Mong hiểu sao Vi vẫn nghe được Chạy lại ngay nha Một phát gối thẳng mặt đơn ngang vậy đó Rồi tiếp lời về hứng thú Rõ ràng mà anh là bố không like em đi Em vừa nghe thấy hết rồi đó nha là sao vậy các bác ơi tự nhiên ăn đòn cái chửi xong tự nhiên ăn đòn thiệt luôn nhiều đứa cũng không hiểu là chuyện gì đang diễn ra trong cái nhà này luôn á mọi người chuyện đó chỉ là rất nhỏ thôi nha bởi vì cũng giỏi kiếm chuyện cho đời sống yêu đương bớt nhạt lắm nè lần thứ hai đang đi trên đường em thì tập trung lái xe bỗng nhiên vì nói lớn lên anh phong nhìn hướng hai giờ kìa nhìn đi nhanh 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 Đấy, đâu biết gì đâu, vội vàng nhìn theo hướng em ấy chỉ thôi ạ, à. ai ngờ dính ngay bẫy, hướng đó có nhóm bạn nữ ăn mặc phải gọi là khoe trọn, <laughs> cái đẹp của mọi người, em nhìn rồi cảm thán trời ơi, gái xinh của em đó hả, thế mà gọi là như trái nhà vậy đó. Bé Vi không trả lời mà đã thấy rút điện thoại ra áp vào tai alo bác gái ạ, à? bác ơi, anh Phong nhìn gái rồi bác ơi, không thèm để ý đến con đang ngồi sau xe mà dám dán mắt vào mấy em gái bên đường ấy ạ. À gì nha trời chuyện này à à em cũng nghĩ ra được luôn hả trời vi dụ dí điện thoại vào mặt em rồi hả tiếng la thất thanh bên phía mẹ em rồi xong luôn em thì ngồi cười hí hí trong khi em bị la muốn banh cái mặt đúng ạ à, em người yêu của tôi luôn đó hả vâng vâng thế là em lại phải đưa bé đi ăn đồ ăn rồi chụp ảnh cho mẹ coi à, là em đã dỗ bé ấy kiểu như vậy mọi người thấy ảo không mẹ em mà thành mẹ của vi luôn rồi đã thế lại còn bên vô điều kiện nữa chứ chưa hết chưa hết mới hôm trước thôi mọi người em đi làm và đang tư vấn xe nhiệt tình cho chị khách đây sau khi chốt được xe thì vui vẻ quay lại phòng ngồi thì đã thấy bé vi an tọa tại đó mặt nghiêm nghị kiểu tối nay anh phong về đúng giờ nha em có chuyện muốn nói <laughs> em nghe thấy vậy là thấy tự rung rồi nha. 7 giờ tối có mặt tại nhà mở cửa nhà thì thấy vi đang mặc một bộ váy chánh xã ngồi đợi sẵn ở phòng khách rồi cất giọng nhẹ như phát thanh viên anh ơi hôm nay em đến đây là muốn mua một con xe để hai em đi chơi với honey của em á anh tư vấn cho em với ạ à? gì nói đây vậy bà Là định gài tôi hái gì đây em cười bất lực nhưng mà thấy viên nghiêm túc dựng tiểu phẩm cho nên em cũng hùa cho bé vui tivi mở lên em lướt từng hãng xe rồi giới thiệu trơn tru từng con một nha em thì có vẻ hài lòng tao nói cứ gật gật hoài thôi ạ à. nghe được lúc thì bé cất lời em ơi anh tư vấn thế này kỹ quá đi tiện thể anh có thể tư vấn luôn bản thân mình cho em biết được không ưng xe còn ưng luôn cả anh bán xe mất rồi Trời dạ, cái thoại này quen nha. Hóa ra là bé Vi nhắc lại từng lời từng chữ của chị mua xe buổi chiều hôm nay. Bé nó ghen mà cũng phải dựng tiểu phẩm để đời để nói vậy đó mọi người. <laughs> em bật cười rồi chạy lại ôm bé vào lòng. Bé ghen hả? Anh chỉ bán xe cho chị ấy thôi mà không có chị nào hết trơn á nha. Em cũng biết anh phải dẻo miệng chút mới bán được hàng chứ đúng nè. Bé không phải lo đâu, anh là yêu Vi nhất luôn. Vi của anh số 1 nha. Vi nhìn em một lượt rồi cười ngại chứ. Tha cho lần này thôi đó Lần sau tư vấn thì tém tém là nghe chưa Cứ thấy gái là duyên duyên hà đó, mọi người, bên yên quá nó cũng khổ lắm mọi người Sống gió quá thì đau đầu lắm mọi người Mà lâu lâu á, làm vài ba cái tình huống như người yêu em lại hay ha Người yêu em cứ phải gọi là đáng yêu quá trời quá đất luôn Em yêu còn không hết, chứ nỡ lòng nào mà cãi nhau với em ấy, đúng không? Thôi, em phát cơm chó tới đây thôi nha Không có mọi người lại la like em nữa Chúc mọi người tìm được tình yêu của đời mình nha mọi người Bye bye Bố mẹ tôi ly dị khi tôi 17 tuổi, anh trai tôi 20 tuổi. Vì cả hai đều đã lớn nên cũng hiểu được hoàn cảnh của cả hai bên, chẳng còn chút yêu thương nào dành cho nhau. Anh em tôi cũng đề nghị hai người ly hôn. Sau khi ly hôn được một năm, bố tôi dẫn cô Hiền về nhà vì cô mang bầu đứa con của bố. Cô Hiền có một đứa con gái tinh nhi, nhỏ hơn tôi một tuổi. Những ngày đầu tiên về đây, Nhi tỏ ra rất hiểu chuyện, lúc nào cũng giả thưa và phụ tôi việc nhà. Cô Hiền thì lúc nào cũng nghỉ ngơi vì thân thể yếu, dễ động thai. Còn nhìn cái nhi tôi không sao ưa nổi. Con bé có điều gì đó rất nham hiểm. Mỗi lần nó nhìn thấy tôi, nó đều cố gắng chọc ngoáy và khấy khịa. Việc tôi là con gái nhưng khác người. Bố tôi vốn chẳng quan tâm việc này nên cũng kệ. Tôi ở nhà bị hai mẹ con chèn ép phải làm đủ thứ việc không tên. Rồi cô Hiền không biết vì sao lại để mất đứa trẻ. Rồi bề đổ cho tôi là chăm sóc bà ta không kỹ. Khiến bố tức giận và đay nghiến tôi mấy tuần trời. Hôm đó Nhi đứng trước mặt tôi cảnh cáo luôn Chị tốt nhất là nên yên vị đi Chị không thấy là nhà này không cần đến chị nữa hả Cái loại bê đê thì không xứng đáng được yêu thương Chú chửi cũng đáng Thật nực cười Đây là nhà tôi Mà nó cứ như là nhà nó vậy Từ ngày hôm đó Nó vẫn hành tôi lên xuống Từ việc nhà đến việc học tập Trong khi tôi cố gắng để giữ hào khí gia đình Và cũng không muốn anh trai biết lại thêm phiền lòng Cứ thế tôi chịu đựng cho đến khi lên đại học tôi thì ở quận khác với nhi và anh kiên vì vậy nên lâu lâu tôi mới qua thăm anh một lần hôm đó qua nhà anh chơi tôi nhìn thấy nhi đã ở đó thành thục nấu cơm trong khi anh trai tôi đang tắm tôi đi vào hỏi hang em làm gì đây vậy sao lại nấu ăn ở đây nhi nhẹ nhàng trả lời à em qua nấu cơm cho anh kiên chị ít sang không biết đó thôi chứ ngày nào mà em chẳng qua chúng em cũng đi chơi với nhau nhiều lắm đó có khi mai kia em lại thành chị dâu của chị cũng nên tôi nhìn cái vẻ mặt đầy đắc ý của nhi con bé lại đang âm mưu chuyện gì nữa đây nó đang làm cái quái gì với anh tôi thế này tôi tức giận đuổi nó ra khỏi nhà nó cũng chẳng ngần ngại đi ra tôi liền cảnh cáo anh trai phải để ý đến con bé nhi vì nó không phải là đứa dễ dàng đối phó đâu cho đến một ngày em có đi ăn một mình đang ngồi ăn uống vui vẻ thì nghe cái giọng quen thuộc ngày mai em sẽ cho nó uống thuốc rồi giả vờ ngủ cùng đây là cơ hội để chúng ta giải quyết cái thai trong bụng của em đây này anh liệu mà chia tay con vợ rồi mình phắng Em sẽ bắt đền số tiền lớn từ thằng kiên, rồi chúng ta sẽ được về với nhau. Còn bé Nhi này không biết sợ là gì, còn tìm cách để lừa anh trai tôi làm bia đỡ đạn cho nó nữa. đúng là hết thuốc chữa con bé này rồi mà. đã thế, chị sẽ giúp cho mày hoàn thành kế hoạch. Tôi không có ý định báo trước cho anh trai, vì coi đây là một lời cảnh tỉnh. Anh trai không biết thì mới phối hợp tốt được. Ngày kế hoạch nó được thực hiện, con bé Nhi qua phòng anh trai tôi. Vẫn như mọi ngày nấu cơm, nói chuyện, tôi cũng cố gắng theo dõi từng nhất cử nhất động của nó. Đến nửa đêm thì hai người bắt đầu hành sự. Anh trai tôi bị bỏ thuốc nên rất dữ dội, trong khi con bé Nhi lại rất hưởng thụ. Tôi lao vào đẩy anh trai qua một bên, rồi lấy chậu nước hất thẳng vào anh ta, rồi sau đó cưỡi lên người con bé Nhi, tác liên tục vào mặt nó. Con bé vùng lên nắm tóc tôi rồi quát lớn, con đỉ này, vậy từ đâu ra chui ra vậy? Phá hỏng hết kế hoạch của tao. Tôi tức giận nắm lấy tay nó rồi tiếp tục tác mà không buồn trả lời. Con bé bị đánh đến chảy máu miệng mới cố gắng vùng ra rồi chạy đi. Tôi đứng ra cửa hét lên. Tốt nhất là mày cút đi xa vào. Đừng có để tao nhìn thấy mày lần nữa. Nó cầm dội bụi quần áo rồi chạy ra ngoài. Lúc này anh trai tôi nửa tỉnh nửa mơ. Tôi đỡ anh lên giường rồi mệt mỏi thiếp đi. Có vẻ không đạt được mục đích. Con bé lường gọi người ta qua nhà. Bị đánh hội đồng như đâu có dễ như vậy. Tôi cũng đã chuẩn bị trước những phương án dự phòng nhờ mấy thằng bạn qua giúp đỡ lại một trận cơm bát diễn ra. Vì hội bạn em quen khi đi học, Mùa thái nên cũng dễ hiểu khi chúng nó cho thằng cha khi đo ván. Còn con bé Nhi được em nhổ tóc bằng tay, lỡm chởm tóc là tóc như bãi chiến trường. Lần này thì nó sợ thật sự rồi, vội vàng quỳ xuống. Chị Kiều ơi em xin chị, em sẽ không làm gì anh Kiên đâu em hứa đó, chị tha cho em đi. Em còn đứa con trong bụng nữa, em hứa sẽ không động chạm đến anh chị nữa. Em trả lời, mày đừng lấy con ra làm cái cớ chứ, mày đi phá rồi mà, Loại như mày không xứng đáng được tha thứ đâu Loại đáng khinh Nói xong em đóng cửa đi vào nhà cho thằng cha kia tự giải quyết Vì nó đâu có biết nó cũng bị cái nhi lừa bỏ đi đứa con của nó đâu Vài tuần sau Ngay đâu là thằng cha kia cũng bị vợ phát hiện ngoại tình Con bé nhi lại bị tréo tên ăn đòn thêm vài trận nữa Cô Hiền phải đến nhà xin xỏ quỳ lại mãi mới được quýt làm cam chịu cũng không ai sai trong trường hợp này không biết mắt nhìn của bố em kiểu gì mà vẫn được cặp mẹ con tốt như này về nhà nữa hàng xóm dị nghị quá nhiều nên hai mẹ con cũng tự giác bỏ đi biệt xứ tránh nạn thôi không thể trách ai được có gan ăn cắp thì có gan chịu đòn đáng đời cho những kẻ mưu mô xảo quyệt mình vừa nghỉ hè lên Sài Gòn nhập học mà cảm thấy ớn lạnh giữa cái nắng 35 độ của Sài Gòn luôn đó mọi người chuyện là ăn vậy nè tháng trước mình dọn phòng trọ về quê để đảm bảo an toàn mình dọn cái phòng sạch bon luôn ta nói nha ngắt cả cầu giao tổng luôn rồi mình còn kiểm tra đi kiểm tra lại vài lần xem là có rò điện ở đâu hay không công tơ điện có quay bất thường khi mà ngắt cầu giao không rồi mới yên tâm khóa cửa nha ta nói chưa kịp kéo vali ra bến xe thì bạn gái mình gọi điện tới anh mạnh giúp em với Em hết hợp đồng rồi mà chưa tìm được nhà trọ Bà chủ lại không cho em ở tạm vài ngày Đi tìm chỗ mới Anh cho em ở tạm vài hôm nha Năng nỉ với anh luôn đó Dù sao thì Nga cũng là bạn gái mình đúng không Thấy em vậy thì mình phải giúp đỡ chứ Phải không mọi người Thế là mình nói luôn Ok baby Em đến phòng trọ anh ngay lập tức đi nha 15 phút nữa là anh phải có mặt ở bến xe rồi Cho nên á không chờ đợi em được lâu đâu á nha và rồi, bạn gái mình xuất hiện nhanh như một vị thật để đón lấy chìa khóa trên tay mình. Sau đó là Nga hôn lên má mình cái là mình ngất ngay, quên luôn việc dặn dò em mấy việc ở trong nhà. Thế rồi, sau một tháng ở nhà được mẹ chăm lo, ta nói tròn quay, thì mẹ dặn lần sau trở về nhớ đem theo bạn gái. <laughs> Trước khi lên đường về lại Sài Gòn, mẹ mình nó còn gói cẩn thận nào là rau, nào là trứng gà, nào bơ, nào chuối, ta nó vân vân và mấy mây dành riêng cho Nga. Nói là muốn tạm bổ cho con dâu tương lai đồ đó. Nhưng mà, trời ơi, khi lên Sài Gòn, mình đã phải nhận một cú sốc rất lớn đến mức không muốn nhìn mặt bạn gái luôn mọi người ạ. À. Khi mà kéo vali về đến cửa phòng trọ, thì mình cảm thấy bên trong có một luồng gió lạnh tới nói buốt lắm luôn, phả ra ào ào. Tay mình thì lạnh cống, rung cầm cập, đút chìa khóa vào ổ, mình tự thầm nhũi trong đầu. Không phải đâu, không phải đâu nha. Khi cánh cửa phòng mở ra, trời ơi, cái điều mình lo sợ nhất đã xuất hiện thật sự rồi mọi người ơi. Cái máy lạnh, cái mái lạnh. Trời ơi đang phả hơi lạnh, cánh quạt quay vụ vù, vù luôn. Rồi, nhìn cái điều khiển trên dược nhiệt độ đang để là 16 độ C, bảo sao mình thấy ấn lạnh dù ngoài trời vẫn đang nắng chang chang tận 35 độ C là đúng rồi. Lúc này á, cái điều đầu tiên mình nghĩ đến là cái công tơ điện, cho nên vội vàng chạy ra cửa xem sao. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, cái công tơ điện đang quay mòng mòng chóng hết cả mặt. Nhìn con số đang nhảy trên cái công tơ, mình chắc chắn có khá là nhiều thiết bị điện vẫn còn đang hoạt động, cho nên vội vàng chạy lại vào nhà kiểm tra liền. Không kiểm tra thì đỡ đau lòng. Chứ thiệt chứ, kiểm tra ra rồi thì ôi trời ơi luôn. Mọi người biết ngoài cái máy lạnh ra bình nóng lạnh trong nhà tắm bình thủy điện đèn phòng ngủ cũng đang bỡ ơi là trời nga ơi là nga sao báo quá báo vậy trong một nốt nhạc mình gọi điện triệu hồi em người yêu đến nhà bằng cái giọng ngọt ngào như mới lùi baby ơi qua chỗ anh đi mẹ anh gửi cho em đồ ăn nè quá lẽ anh em mình cùng nấu ăn nha vâng nga hí hận xuất hiện ngay nhưng mà vừa thấy mình thì nga tái mé và mình đã chia cái hóa đơn tiền điện mà cô chủ nhà vừa đưa ra rồi nói tháng rồi anh về nhà nên tiền điện em trả nha. Nga sụ mặt nói chứ, ôi em có bốn ngày, hơi có mấy đồng đâu mà anh bảo em trả, anh trả luôn đi phòng trọ của anh mà. Vâng, mình không buồn nói, dúi thẳng vào tay Nga, em yêu của mình cầm lên xem, nhìn thấy con số gần 10 triệu tiền điện thì la làng lên. À, anh ơi, phòng trọ của anh có bị hỏng điện không mà sao dữ vậy? Mình dắt tay Nga đi chỉ từng món đồ trong nhà rồi hỏi, em còn gì để nói nữa không sao em có thể đoạn đến như vậy chúng ta đều là sinh viên trời ơi tiền ăn học còn phải ngửa tay xin bố mẹ em nhìn xem giờ làm sao trả tiền điện tháng vừa rồi đây nhà cuối gầm mặt trách mình không dặn dò em ấy kiểm tra thiết bị điện tìm được nhà trọ thì em dọn đi ngay vì sợ có người tranh chỗ tốt mà thực ra là tính em người yêu của mình khá là đoạn hay quên Cho nên bình thường á mình phải luôn phải dặn dò Đúng là hôm đó mình quên dặn dò thiệt Nhưng bây giờ lại đổ tội cho mình không dặn em máy kiểm tra thiết bị điện Là sao vậy mọi người Mình và Nga đã vì chuyện này mà cãi nhau một trận rất là lớn Cô chủ nhà còn phải tới can Bảo Nga về nhà trước thì mọi chuyện mới tạm lắng xuống đó khi Nga đi rồi, mình nhìn căn phòng tanh bành chén vỡ do cuộc cãi lộn vừa rồi. Tụi mình đã vô thức ném đồ đạc mà rén thật sự. Giờ á, tiền đóng tiền điện, tiền đóng nhà trọ còn chưa có. Làm sao mua sắm lại đồ trong nhà đi mọi người? Từ hôm xảy ra sự việc đến nay lặng tuần rồi, mình và em người yêu không nói gì với nhau hết. Thế nhưng mà em người yêu vừa gửi bức hình sổ tiết kiệm cho mình rồi nhắn tin. Anh yêu, đừng giận em nữa nha, đây là tiền điện em trả. Nhìn hình chụp cuốn sổ tiết kiệm trên màn hình điện thoại, mình thực sự không biết nên trả lời em ấy như thế nào. Nhận số tiền này để đóng tiền điện có quá đáng không mọi người? Mình có nên tha thứ cho Nga không?